Mọi người ơi, hôm nay là Lê Trang được anh Khương Dừa mời tham gia chương trình là được ăn cả ngã về không. Đây là một format mới nha, coi như là Trang không biết cái gì hết. Bây giờ Trang đang tranh thủ tới đây. Hôm nay là Trang sẽ được đi làm neo. Chính vì lẽ đó mà cả tuần nay Trang ăn uống rồi Trang làm gì đó, Trang không rửa tay kỹ. Trang không rửa tay kỹ. Để cho bàn tay của Trang thấy không sạch ghê chưa. Nó thường ta là màu trắng nha, nay có màu đen nha, biết gì không, mũ á. Kiểu như ở nhà cũng thích ăn chuối chấm muối, thấy không, ăn mấy cái món mà có mũ á đó, rồi không có thèm rửa kỹ đâu. Nay để làm neo mà mình được làm neo mà, thấy không, lên để trên Khương Dừa làm thấy bà luôn. Thôi đi kiếm anh thôi. Tiệm neo là 483 mà bây giờ đi vòng vòng không biết chỗ nào nữa. Thôi bây giờ mình đi kiếm nha, mình đi kiếm cái tiệm làm neo nha. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Không dễ gì chào. Bắt được đi rồi chào. Đó anh bắt được em. Đó anh bắt được em. Đó anh được em. U là. Dạ xin chào quý ông bà cô chú anh chị. Dạ chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đang đến với chương trình được ăn cả ngã về không. Và điểm đến trong chương trình hôm nay của Khương Dừa là The Neo Garden. Dạ ở số 483 đường Sư Văn Hạnh, phường 12, quận Bình, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh nha quý ông bà cô chú anh chị. 483. Ở đây là 479 481. Vậy là sắp tới rồi. Dạ bà con cô bác thân mến, Khương Dừa nhìn từ xa Khương Dừa đã thấy Lê Trang rồi. 483 kìa, 483 kìa. Em gái. Anh Khương Dừa. Anh Khương Dừa. Vô xin ảnh cho Dừa mới được. Nhanh đi nắng chết. Anh. Anh Khương Dừa. Trời ơi. Trời ơi. Khỏe hả? Khỏe. Anh. Dạ bữa coi đóng bố già duyên quá. Dì không? Thấy bố già duyên không? Tự hào khi ở quê mình có một đứa em gái diễn rất là duyên dáng dễ thương. Đây giới thiệu bà con cô bác. Dạ diễn viên Lê Trang. Dạ hai anh em cùng quê. Dạ cùng quê. Dạ Bến Tre. Bến Tre. Em gái nó thi tới thứ hai mùa đầu tiên luôn 2014 với bà cô chú chị, và kể từ sau đó thì em nó theo con đường nghệ thuật. Vậy còn anh chưa dạ? Em tới đây muốn xin anh trước này, xin tiền. Tiền gì? Đi giảm cân, tại vì em coi cái kênh của anh, em thấy anh cho tiền nhiều quá cho em nhé. Thấy không, thấy anh hào phóng rồi. Gặp xin tiền cái gì đâu mà xin là cho đâu. Liền ê, anh dạ, tôi là xin là trước. Cho đừng như vậy. Giảm cái bụng. Ủa cái này là phải, ví dụ như ba là ba ngàn đô chị, mà thấy bèo bèo với cũng 300 đô sao này không. Cái này chỉ có nước là mua băng keo rồi dán cái miệng lại thôi, mua băng keo rồi dán cái miệng lại thôi. Chào họ lấy luôn lại. Em lấy luôn chưa đến đâu. Hỏi gì vậy người nhi lại. Em lấy luôn chưa đến đâu. Hỏi gì vậy, làm gì kẹt. Ủa anh cười kẹt. Ủa kẹt. Hello Trang. Hello. Một đang diễn rất là dễ thương à. Khỏe hả? Dạ khỏe. Dạ. Giới thiệu bà con cô bác, hôm nay là người chơi của chương trình Được Ăn Cả Ngã Về Không, diễn viên Tuấn Kiệt đó, thánh taxi của Thánh Thân Hài mùa thứ hai đó, rồi đấu trường thứ năm mùa thứ nhất, không có mùa hai luôn, không có mùa hai luôn. Đó, hôm nay là mời hai đứa em vô chương trình Được Ăn Cả Ngã Về Không. Dạ. Đó thì vô bên trong anh sẽ giới thiệu tụi em luật chơi ha, chứ ngồi đây nắng lắm luôn. Dạ đúng rồi, nắng tưởng chơi đây đi. Dạ và Khương Dừa xin gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ của chương trình KOC ghế massage khỏe là có, thương hiệu ghế massage dành cho mọi nhà, và The Neo Garden đã tài trợ địa điểm ghi hình giúp Khương Dừa ha. Dạ và bây giờ Khương Dừa với lại Lê Trang với lại Tuấn Kiệt sẽ đi vào trong nha quý bà cô chú chị. Dạ dạ chào mừng quý ông bà cô chú anh chị trở lại với chương trình Được Ăn Cả Ngã Về Không. Dạ và đây là năm người chơi hôm nay quý ông bà cô chú anh chị. Khương Dừa cũng lần đầu biết các bạn luôn á. Chương trình hôm nay cái nhân vật mà Trang với lại Tuấn Kiệt phải tìm ra đó là một cái bạn mà nhân viên làm nail đó, tại mình đang ở trong một cái tiệm nail mà đó, The Neo Garden, và mình sẽ trải qua 3 vòng. Vòng đầu tiên là vòng trong mặt mà bắt hình dong, mình có thể nhìn sơ qua mặt. Rồi các bạn sẽ có một cái phần giới thiệu thật là xúc tích ngắn gọn và vui vẻ lắm về các bạn đó. Vòng thứ hai là vòng ăn bóng nói gió,
là có nghĩa là các bạn nói cái gì nói, còn các em tin hay không thì tùy tụi em đó. Là vòng thứ ba là vòng hỏi say đáp say, là tụi em sẽ có, mỗi người sẽ có một phút để hỏi người nào mà các em muốn hỏi đó. Rồi vượt qua ba vòng mình sẽ tổng hợp, rồi mình phân tích, rồi mình đưa ra dữ liệu xem người nào là người làm nail đó. Nếu mà trường hợp hai đứa em mà chọn chung một bạn thì bạn đó sẽ chọn ngược lại khách mời nào. Em rồi, đón đây có bốn người còn người nữa đâu anh. Em đón đây có bốn người còn người nữa đâu anh. Đâu để đây nè, anh em bá liệm dưới này nè. Ủa là tưởng là người thả là nhân viên ghế massage chứ. Cái bà này là cái bà này là kêu bằng là nhân viên làm nail á. À vậy hả? Anh nói cho tụi em biết trước luôn đó, là mình tới mình làm cho bả hay sao anh em thấy không? Tại vì bả làm nail thường ngày bả làm có ngồi có phục vụ cho người vậy ta, bả mệt, khổ mệt. Bây giờ bả được ngồi đây nè, anh nói, thẳng ra tụi em là nhân viên làm nail luôn, bây giờ tụi em đón luôn là thôi mình kết thúc game đó. Kết thúc game đó. Ủa vậy mình vậy đến hôm nay mình ý nghĩa gì lúc này ta? Hai đứa em mà đón ra được mọi cái người bạn nào làm nail á thì một lát em hoặc là Tuấn Kiệt sẽ được bạn đó làm nail luôn, làm cho một bông nail nail thiệt là đẹp luôn. Đó, đẹp cực kỳ, ở đây là ta làm kỹ thuật cao lắm, đẹp lắm. Còn trường hợp mà hai đứa em mà đón sai ha, trong đây anh nói cho tụi em biết là có một ông giữ xe, còn có một cái bà là tập vụ, còn một bà thu ngân, còn một bà là sale chứ không phải nail. Bạn nào mà đón đúng sẽ được tặng một cái ghế massage, một cái phần thưởng rất là lớn, rất là giá trị luôn. Mà sao anh bé cái... ổn không? Em luyện ngọc nữ tâm kinh hả bé? Anh là thông tin đại pháp mà. Tập trung xíu nha em gái. Massage đại, massage đại pháp mà em. Em nhớ vô chơi game chứ không ngủ nha bé. Dạ và bây giờ mời quý bà cô chú anh chị mình đến với vòng 1 của chương trình Được Ăn Cả Ngã Về Không, đó là vòng trong mặt mà bắt hình dong. Dạ quý bà cô chú anh chị thân mến, trước khi đến với vòng 1 của chương trình Được Ăn Ngã Ngã Về Không, bây giờ Khương Dừa sẽ mời Lê Trang với lại Tuấn Kiệt theo dõi cái đoạn clip mà bạn nhân viên nail chính hiệu trong đây làm cho khách đó, để mình biết cái thao tác họ làm như thế nào. Rồi quan trọng là có cái bàn tay á, nhiều khi mình nhìn cái bàn tay là mình biết được cái người nào làm. Rồi xin mời hai em. Biết nào người thật người nào diễn nha, nói trước á, còn đây toàn là diễn viên không á. Trước khi ra làm nail là các bạn có một qua một khóa làm diễn viên rồi đó. Ủa sao có chặt móng nhỏ vậy? Nhà tôi ba đời làm ruộng, đến từ tôi làm nail hãy chọn tôi. Vậy bên ngoài quan trọng đến vậy sao? Đúng như vậy. Bề ngoài bộ nail rất quan trọng, muốn có bộ nail đẹp hãy chọn tôi. Wow. Phép thuật win, áp chế, muốn có bộ nail đẹp hãy chọn tôi. Ủa, con bé này nó ngủ. Ủa, bé này nó không phải luôn hả? Nó lên TV nó không uống rồi. Nó không phải mà ra đây ngủ. Bé này đặc trưng quá. Tôi là thợ nail chuyên nghiệp. Số điện thoại tôi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 7 chủ nhật nghỉ. 2 3 hãy chọn tôi. Quá trời thông tin luôn đó luôn. Thật ra là khi mà coi cái clip này là em biết ai là người làm nail rồi. Biết luôn hả? Khi mà coi cái clip này là em biết ai là người làm nail rồi. Biết luôn hả? Kiệt nè. Kiệt làm hả? Nói chung ai làm nail cũng được, nhưng mà khóa ai là thợ, quan trọng ai là thợ á.
Cái khó của cái game này nó là chỗ đó, tức là cái làm nail là ai làm cũng được, ai cũng có thể làm. Và bây giờ là năm bạn sẽ có phần giới thiệu thật là ấn tượng và đặc biệt đó, rất là vui vẻ về bản thân của mình. Anh, cho bà vậy đi chứ, em thấy bà ngủ bà đi tới Quế rồi đó. Không, bạn làm cực khổ mà chương trình này đặt cách đó, được một cái ghế nằm vậy đó thì chắc bà lâu công đó. Rồi chắc bà lâu công đó. Rồi rồi giờ ưu tiên cho em giới thiệu trước luôn nè em gái. Không thể dòm vậy được. Em nằm em giới thiệu cũng được, không sao đâu. Em nằm giới thiệu cũng được mà, được. Dạ. Cậu đưa cái này gần nó vô miệng em. Này anh cầm cho, anh cầm cho. Em có ổn định không, giống đang trên đang đi lên đên trên sông nước hả? Vậy không, tại ghế phơi quá. Phơi quá à? Phơi này chắc làm bên KLC hả anh nhỉ? Em tên là Võ Gia Hân, hiện tại em là một thợ nail chuyên nghiệp, hãy chọn em. Vậy em đang làm gì, em đang làm gì, gỡ cái gì vậy? Em đang gỡ hạt gạo. Ôi, lộn không, hạt gạo. Ông thần ơi, ông thần ơi, ông bà cô bác gán giùm cận vô coi nó bán nó hạt gạo. Ủa bà kêu bằng hạt gạo ông thần ơi. Nhưng mà lý do tại sao em lại chọn hạt lúa? Tại vì em muốn thể hiện sự tỉ mỉ của mình. Cũng như là nhỏ cái nào em cũng có thể mở ra được hết. Cũng như là em lấy có thể khóe sâu nào em cũng có thể lấy được hết. Có nghĩa là để làm cái nghề nail này người ta cần phải đòi hỏi có sự tỉ mỉ, có kiên nhẫn. Thiệt ra là lúa gạo hiện tại tụi em, gạo tụi em đang tin có mấy cái trên thị trường đó là bé này bóc được không đó. Vậy giờ biết sao em mập rồi. Rồi vậy thôi, rồi vui rồi, vui cười. Dễ thương lộn bé, dễ thương. Nhưng mà dòng này có được loại chưa anh, em muốn loại con bé đó quá. Em muốn loại con bé đó quá. Trời ơi bảo ta, ta mưa ta. Đâu có lỗi, em chỉ được chọn chứ không được loại. Rồi cảm ơn bé Hân nha, rồi tới em. Nè em cầm em giới thiệu đi. Đó tới rồi đó. Vô rồi đó. Ủa có gì vậy? Bà con, ai đang làm nông làm ruộng? Bà con, ai đang làm nông làm ruộng, làm văn phòng cũng như là làm công nhân, gọi cho tôi làm tất cả các loại nail. Tôi làm tất cả các loại nail. Loại nail. Loại nail. Cam kết xấu đẹp bằng tính tiền. Ngày xưa Trần Quốc Toản bóp nát quả cam, hôm nay có em là Nọc làm nail. Trân trọng. Em là gì? Em là gì cơ? Em tên là Nọc ạ. À. Em là Nọc à? Tên Nọc thiệt đó hả? Tên Nọc hả? Dạ em tên là Lộc ạ. À Lộc. À Lộc, tôi tưởng Lộc. Lộc. Là anh nghĩ là cho nhiều khi bạn không biết giải thích á, nhiều khi làm á cái này còn đòi hỏi sự tỉ mỉ và còn đòi hỏi sự dẻo dai, sức mạnh đôi tay á. Có nghĩa là làm nail là vô mà để lâu quá bị dập bẻ là làm khớp, là bóp luôn cái đầu cái cam là bóp. Vấn đề về bóp để quẹo cái khớp này kia lại đúng không? Có dữ liệu chưa? Rồi dữ liệu rồi. Rồi tới em gái. Dữ liệu dữ lắm à. Vỏ bít dày thì có móng tay nhọn. Trời ơi gì nó vậy? Muốn có móng tay nhọn phải đi làm nail. Để lột được vỏ bít phải có móng tay dài và săn chắc. Tôi là người sở hữu bàn tay vàng. Và tôi chuyên gia trong lĩnh vực làm nail. Hãy chọn tôi. Không phải xanh lá sẽ là xa lắm. Tôi là chuyên gia và cũng như là chuyên nghiệp. Tôi là dân chuyên nghiệp trong lĩnh vực làm nail. Hãy chọn tôi. Nhỏ như nhớ bài vậy ta. Nhỏ nhớ chắc không mới học trong đó. Em dắt nước nhẹ nhẹ thôi. Dính nước đầu con bé nằm dưới kìa. Linh không? Mời khách mời luôn nha. Quýt. Thôi có mày bấm bấy em. À có nghĩa là muốn đi ăn quýt là phải đi làm nail. Làm nail thì mới có bộ móng tay nhọn. Ông bà mình nói là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Bữa nào tôi ăn quýt tôi ra tiệm nail cái bên tôi nhờ lột. Rồi anh tới bạn kia thì nó lột nó nát cái dừa rồi. Nó nát cái dừa rồi. Ủa? Bé ơi bình tĩnh em ơi bình tĩnh. Em ơi có gì từ nói không? Chị không làm gì em hết trơn á. Trời sống nhìn luôn mà nó giống như nó căm hận. Nó căm hận 10 năm trước vậy. Cái gì vậy em? Không chọn tôi đi. Giống như nó xé người vậy đó. Trời ơi. Chờ hiểu em chăng? Chờ em là Luân, em là thợ nail chuyên nghiệp, hãy chọn em. Hey love, you gotta
got your heart on your sleeve, but the on your back's a bit small. Hey you, yeah, your colors are changing. Chị tên em đừng đừng xé nữa. Hả? Không phải Trang ơi, không phải là làm neo ở nhà làm khô gà đúng không em? Em bóp khô gà bây giờ em cạnh tranh với Trang đúng không? Cho nên là ông này chắc đồng hương với mình đó, ở nhà dưới lột lột vậy. Lột dừa chuyên nghiệp. Dưới quê tôi là lột dừa dữ lắm rồi. Là người lột dừa chuyên nghiệp. Ta là phải có một cái một anh đúng không? Có được có một cái giáo ở trên, ta là cái nên ta mới lột ra. Bà này lột làm neo để cứng đi lột dừa. Lột đen móng hết trơn rồi trời. Mũ dừa vậy đó. Nó lột nó mũ dừa làm đen móng hết trơn rồi trời. Để cho lột hết trái dừa chứ. Trời ơi. Thôi nghe lại anh Cương. Lột thì tới 4 chưa xong chương trình. Ủa cái móng tay em bị nhiễm độc hay gì? Nani? Trong phim kiếm hiệp thường thường bị độc á, bị trúng độc á. Không phải. Lột bị dập móng ra. Mũ dừa nó ra. Bao nhiêu sơ dừa vô đầu nhỏ kìa. Trời ơi. Nằm ghế massage làm chi mà bị hành hạ. Từ cam tới quýt vậy tới sơ dừa. Trời ơi trời. Trời ơi bảo ta mưa ta. Dạ em là Linh ạ. Em là một thợ neo chuyên nghiệp. Khi làm neo chúng ta sẽ gặp những bàn tay hơi quá cỡ, cũng hơi to giống như cái kia. Chúng ta... Ủa? Chúng ta cần phải có một cánh tay và một bàn tay. Thôi em, được rồi. Chị bỏ cuộc. Như vậy nè. Bữa ra lột xong ăn bữa luôn bé. Lấy bữa ăn. Xíu em thể làm móng cho chị Trang nha. Chứ là lát làm móng là phải bị lột da vậy hả? Cái đó thì em còn chưa biết. Ông ấy mình anh chương trình này, cái số này đặc biệt, khách mời khỏi bị làm được không? U là. Đây là số 0 nè. Số 1, số 2, số 3, số 4. Ủa số 0 hả? Ủa số 0 thường chương trình của anh là... chương trình này phải có một người nữa chứ. Mới có 4 người mà. Thì thường thường chương trình anh là từ số 1 tới số 5 mà. Đây là chương trình này là đặt này là bé số 0 nè. Số 1, số 2, số 3, số 4. Bé này nó không có chơi. Bé này nó vô dữ giờ. Chương trình được ăn cả ngã về không mình vừa trải qua được vòng 1 đó, vòng là trong mặt mà bắt hình dong. Dạ trong đây là năm bạn làm neo của Phương Dừa đã vừa giới thiệu, có một cái màn giới thiệu rất là dễ thương, rất là hài hước đó. Rồi bây giờ qua cái màn giới thiệu của năm bạn thì tụi em dùng cái, tụi em có rất là nhiều dữ liệu rồi, nãy dữ liệu là mình coi clip nè, rồi mình mới vừa xem phần giới thiệu của các bạn nè. Giờ tụi em nghĩ đi, đoán thử coi bạn nào sẽ làm neo. Quý bà cô chú anh chị mình xem chương trình cũng đoán thử xem như quý bà cô chú anh chị xem là ai là bạn nào là làm neo nha. Thì thật ra khi mà coi cái dữ liệu ở trên cái TV rộng như cái quốc lộ 1A và với cái giá quan của em bây giờ, em cảm giác là người làm neo sẽ là một trong những năm người này. Người làm neo sẽ là một trong những năm người này. Wow. Tuyệt vời. Và chưa dừng lại đây đâu. Bỏ giác quan của em luôn đi. Bỏ giác quan. Không, khỏi sử dụng giác quan đi. Ôi dạ. Đừng đón luôn đi. Chơi đàng hoàng đi. Thực ra làm neo á, em cũng đã từng được làm neo rồi. Em nghĩ làm neo có bằng nam không? Có chứ. Nam nữa có khả năng được hết. Và thậm chí á, đôi khi á, một người nhìn bề ngoài họ không đẹp đi nữa, hoặc là họ không có nghĩa là họ không vượt trội những người kia, nhưng mà họ lại tay nghề họ rất là cao. Trong cái clip hồi nãy là em có thấy cái bàn tay màu đen là nó cũng hơi chuyên nghiệp, nhưng mà có thể những cái bàn tay khác cũng giả bộ không chuyên nghiệp. Đúng rồi, có khả năng đó. À bé này móng đen nè, còn ai móng đen nữa vậy? Móng đen nữa là bạn lột dừa kìa, lột dừa đó ông lột mà cuốn móng tay luôn đó, lột mũ ra đó. Bé này cũng có thể, bé này cũng có thể. Trời ơi. Ủa? Cũng gì hết luôn rồi. Chết rồi, lại xài giác quan nữa rồi. Em đoán bạn này. Bạn lột dừa hả? À, tại vì móng tay màu đen mà em không nhớ rõ là đen bạn này hay bạn này nữa. Em đang đoán bạn Luân là người làm nail ở The Nail Garden. Rồi, tới kìa cây. Em thì em để ý cái phần make up của mấy bạn hơn là mấy móng tay. Tại vì em nghĩ mấy cái người mà đi làm chuyên nghiệp á, cái phần make up họ sẽ không có make up vụng về, và họ sẽ phải gặp khách liên tục. Cho nên là về make up thì em nhìn cái cặp chân mày đó thì em cảm giác là bạn Linh và bạn Nam bên đây, bạn Lộc, là hai người là có khả năng là nail chuyên nghiệp. Còn em làm sale đúng không? Đi hồi nãy
không phải hồi nãy lúc mà anh Khương anh giới thiệu có một người làm sale, em thấy một cái nét thở dài của bà như kiểu có nghĩa là bà làm cái nghề đó. Nope. Đó không hợp. Thế ông nhắc tới cái bà niệm bà nhớ những con số đầu anh nè đó. Thì thôi con bé nó nằm số 0 chơi đi em. Thì đó em khoanh dùng. Thôi lát bà ra hai đứa tức chết. Lộc với Linh ha. Vậy là qua hai dữ liệu quan trọng của chương trình quý bà con chú anh chị là cái đoạn clip với lại cái phần giới thiệu của các bạn thì Trang hay là đang đoán bằng Luân. Dạ rồi Kiệt thì đang phân vân giữa Lộc với lại Linh. Đó thì ba người này coi như hai cô gái này là bị không có nằm trong tầm ngắm hả? Trời anh không nói là không nằm trong tầm ngắm là không đúng. Qua vòng 2 là nó khác. Qua vòng 2 có thể khác. Chắc chắn là tới cuối chương trình là mình cũng không thể nào đoán được. Tới cuối chương trình luôn. Vậy là mình trải qua vòng 1 với bà cô chú anh chị và bây giờ mình sẽ đến với vòng 2 của chương trình Được ăn cả ngã về không. Đó là vòng ăn bóng nói gió. Dạ chào mừng quý bà cô chú anh chị trở lại với chương trình Được ăn cả ngã về không. Và bây giờ chương trình bước vào vòng thứ 2, đó là vòng ăn bóng nói gió. Dạ và bây giờ là 5 người thợ của anh, họ sẽ thể hiện cái tay nghề của họ đó. Và bây giờ là Trang với Kiệt sẽ chọn hai người chọn ba đi thì bạn đó sẽ lên làm nail cho em luôn để em cảm nhận. Mà có thay phiên không? Có thay phiên. Thay phiên chứ. Ví dụ em chọn tụi em được trải nghiệm 5 người luôn đúng không? Không, em chọn 3 người thôi. Chọn 3 người thì 3 người đó là một em chọn 3 người, hai là Kiệt chọn 3 người. Rồi xong lát đổi lại. Không đổi lại. Đổi chi vậy? Em quan sát được rồi. Bây giờ hai đứa chọn đi, chọn trong năm bạn đi. Chọn trước đi Kiệt. Kiệt chọn trước. Kiệt chọn mấy bạn? Em chọn hai bạn. Hai bạn thấy em chọn hai bạn nào? Thấy hoặc là em hai là em chọn ba bạn, bạn Lộc với bạn Linh đi. Dạ không, em sẽ chơi loại trừ. Loại trừ. Em không? Cũng còn nghi nghi cho nên em sẽ chọn Thảo với lại Linh. Thảo với Linh. Rồi, bạn Thảo và bạn Linh một xíu sẽ làm móng cho anh Kiệt. Rồi, dĩ nhiên còn lại là em là em chọn bạn. Thì còn phải ba đứa Trang hả? Nhưng mà tôi Trang đó. Lên sóng tôi chơi tôi chọn. Rồi, tôi phải chọn. Em cứ chọn mà. Dạ, tôi chọn. Thôi Trang chọn. Dạ, Khương vừa không biết là Trang sẽ chọn ai. Giờ tới phần lựa chọn của Trang nữa chị. Em sẽ chọn Hân, em sẽ chọn Lộc và Luân. Ủa anh mà trong thời gian làm có được ăn không? Ăn gì? Ăn bóng. Hứa. Rồi bây giờ Lộc sẽ làm trước cho Lê Trang. Rồi em nói chung làm móng làm nail nó có nhiều công đoạn lắm đó, rồi bạn muốn làm công đoạn nào bạn làm. Rồi mời em. Bà làm công đoạn rửa tay là tôi ngồi tôi khóc thét luôn. Hơi căng. Trời ơi nó đưa tôi qua Thái. Trời rồi sao qua rồi. Đi cạp. Trời ơi coi chừng có té nước bà nghe bà Trang. Sao qua đi cạp đừng có cạp nha, đừng có cạp tôi nha. Cái gì? Ủa rồi tôi thấy gò Dũng về rồi coi. Rồi khi diễn á da hơi đau. Trời ơi, cái mặt nó kìa. Họ công nhận thiệt chứ làm khéo ghê luôn á. Nhưng mà cái mặt nó khinh bỉ Trang lắm anh. Biểu cảm nha mặt người. Nó như kiểu trời ơi. Khó chọn gì mấy cái mặt thằng bé rất là biểu cảm. Trời ơi cái gì mà ở dơ với đúng tay rồi. Không phải tại nó vậy, nó cái biểu cảm gì đó. Thấy không? Thấy tay ngài chưa? Đó. Trời ơi, không có vui. Chỉ cầm tay em như nhiên cầm tay heo vậy. Chỉ cầm tay em như nhiên cầm tay heo vậy. Giờ heo vậy không? Ờ nó rút xương nó nấu canh đó. Làm mà cái mỏ bà trời bà chê gì bà. Bé đẹp nè, có học lớp công dân không? Hả? Có hả? Không hả? Bé học bên thầy Minh Nhí em. Thầy Minh Nhí rồi, vậy là lớp thầy Minh Nhí rồi. Ủa chưa coi tuyên xong rồi đó. Xong rồi đó. Ủa tập trung cho người ta làm. Không tập trung câu đi từng cái đường mét của người ta. Nó không làm đâu, nói vậy nè. Gì vậy em nói sao, nó quá nó làm cho người ta lan làm, nó tập trung vậy. Cảm ơn em. Anh Kiều, cho quay đi cạp. Chọn luôn không? Chọn luôn không? Thôi. Rồi. Em bé qua đây làm. Bé Thảo. Bé Thảo làm cho anh Kiệt đi. Rồi. Ủa sơn móng hả? Sơn móng. Thì muốn mở cho móng cũng đỡ, không muốn làm như lại. Trời ơi, tôi thấy vỗ tôi hơi nghi rồi nghe. Mà giống như xinh xăm vậy. Này dễ ra không em?
sơn tay rồi nó lấy sơn được nó mở cái ống sơn là thấy chuyên nghiệp đúng rồi đó rồi. Có sơn được cái nốt ruồi không? Được luôn hả? Cái này chị cũng sơn được. Nhỏ này như bán sơn móng tay chứ không phải là tay của chị cũng đất không nha. Thì bởi vì em biết bữa nay làm nail nè thì em để vậy. Ủa trời ơi, không tại giờ em nãy giờ em nói nó ghét đó. Là sao nó đầu là sao là xong rồi hả? Xong rồi à, tạm biệt hả? Ok, giúp bài bye bye luôn nha. Ok rồi này sao em mình phải giải quyết này chứ. Ủa em người ta sơn rồi đi chứ sao chứ em phải chịu trách nhiệm ta sơn. Ủa để trời ơi nó lấy màu hồng cánh sen vậy sao chú chạy xe vậy? Không, cái này là giống đồ nguyện làm đó sen á. Kêu về đi tu sao cảm nhận sao? Có khi nào là bạn không biết làm thiệt hay là bạn giỡn, bạn là một người biết làm mà bạn giỡn không? Nhưng mà thật ra nhìn cái móng tay của bạn thì em nghĩ chắc bạn cũng biết sơn rồi. Bạn cũng em nghĩ bạn tự sơn cho mình. Em nghĩ bạn này là biết sơn móng tay. Biết sơn móng tay. Còn biết làm nail hay không là hên xui, tại vì làm nail nó rất là nhiều đúng công rồi. Đoạn. Đúng người, rồi. Người đi làm móng là một chuyện nha. Mà người mà gọi là biết làm nail móng ở trong cái một cái spa, một cái tiệm là một cái vấn đề khác nha, là nó cũng rất là nhiều công đoạn luôn. Ừ. Chưa có dữ liệu gì chưa? Hay là chốt luôn chọn luôn không? Không, thôi tí đi à. Chọn luôn à? Dạ cho qua. Chưa chốt đơn được đâu à. Sao đưa người ra người chơi mà không đứa nào chọn như trời. Trời đứa ơi, nào cũng có nào đụng đẩy nhau trên vậy. Không có chơi. Tụi em sao vậy? Gọi tới luôn đi. Tại vì các bạn không thể hiện hết mình. Các bạn chuyên nghiệp các bạn thể hiện cho tôi thấy đi. Nó té vừa tới kìa. Ở đây không ai chuyên nghiệp hết á. Làm chuyên nghiệp của sao? Cái gì vậy? Tại vì các bạn không thể hiện hết mình. Các bạn chuyên nghiệp các bạn thể hiện cho tôi thấy đi. Nó té vừa tới kìa. Ở đây không ai chuyên nghiệp hết á. Làm chuyên nghiệp của sao? Cái gì vậy? Trời ơi! Làm đàng hoàng nha. Cái này không có giỡn được nha cưng. Cái này là chị máu khó đông lắm á. Cái này là chị máu khó đông lắm á. Chị người chị bị bệnh ra đó cha không có nổi. Mà khoan em cắt em phải chứ phải anh. Nhưng mà chứ con bé nó nhìn em từ sớm giờ nó đầu tiên nó lỡ hoặc 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 đi qua em nó cầm cái này nó lụi em sao? Lụi gì mà lụi. Chương trình ta mà để em Út nó làm cho tới chương trình rồi nó làm rồi. Sao tự nhiên lúc này cái bị giật dữ rung quá cái nhiều nó sai em phải làm để cho người ta thấy đó không cũng phải xoay bằng tay nè ta múc múc nó chơi với chị tin em nha. Chị tin em đó, đang chuẩn bị chọn em đó, em làm cho đúng nha. Tay hơi dơ chứ da hơi dày đó, cái này em mà kèm lại mới cắt được. Da hơi dày đó, cái này em mà kèm lại mới cắt được. Trời ơi mày mày cái này cắt không được, cắt cho em một miếng đi em. Sao vậy? Rồi em có làm không? Làm phước thì cắt dùm miếng đi. Em kiếm cái da nào mà bớt dày chút, cái móng nào bớt dày đó. Đó, nó móng luôn em. Trời ơi, cắt da dư. Ok cho em. Vậy như đứa cảm nhận chưa? Cảm ơn em chị. Sao sao rung quá vậy? Sao rung đút móng vậy? Ở đây mình anh đợi em xíu em đi em khám cái huyết áp còn. Trời đi cắt móng mà rơi huyết áp cảm nhận được không? Tiếp đi. Rồi, tới bé Linh đi. Bé Linh làm cho anh kịp phải không? À, Linh giũa thì ok rồi. Cái đó khửi móng hả giũa? Ủa? Cái này khửi thì giũa? Cái đó khửi móng mà. Ê! Bà Linh với bà Luân đứng gần nhau, bà nào cũng có đồ sắc nhọn. Bạn bé nó tiến tới theo kiểu là hấm hức, chờ lâu lắm rồi. Em chờ cái ngày này lâu rồi. Chừng đau lắm em. Em đau lắm. Không, không phải đau thiệt nha. Anh hỗ trợ. Ê, chị nhìn em quay đi sốt á. Anh đau chân. Anh đau chân. Trời ơi tôi tức á. Ủa làm sao đi tự nhiên bắt nhỏ lột chân xong rồi bà chê tao bị hôi bà đi. Ủa bà ngủ vậy mà nó dằn. Ôi nó diễn cái thái độ mà khinh khinh hơn bé này mà nó khinh thẳng luôn. Nó khùi xong rồi nó lùi về mà nghĩ sao nó vô ngỡ vậy. Ôi hôi nha kẹt hôi thiệt. Sao nghệ sĩ diễn viên mà chân hôi quá vậy? Em bị móc đất viên trang nè. Trang sao mình không nói hồi quá trời kiệt đâu đó, em tự ngửi ra cho kiệt tự ngửi cái gì xỉu rồi xỉu nghe. Ôi chân quá đó thôi hả? Chân mà thở của anh làm không được. Làm bé này không phải làm nail rồi anh ơi. Con bé này là video chăm sóc khách hàng. Khách hàng thôi, nhỏ này giống như đứng tiền. Chị ơi, chị cần gì? Em ơi, chị anh muốn làm mà nail á, mà chân anh có bị thúi không? Có vậy đừng làm với anh. Tư vấn gì em? Chị bị thúi. Rồi, tới bé đây bé. Đây nè, dơ đẹp nè. Đó Hân. Bạn
Trời ba ngủ từ nãy giờ ba lấy năng lượng thấy không? Hồi nãy ba 48 kg, bây giờ là sau nằm cái ghế là ba 50 kg. Ba làm trai ta chết rồi, nãy giờ mình mới khen ba chứ. Ủa em làm gì bé? Chị vậy? Em bưng cho bé. Em làm gì bé? Đắp bồn hả? Đắp bồn chị Trang ơi. Ủa cái này là theo chị biết là tranh sơn mài mà bé. Theo chị biết là tranh sơn mài mà bé. Thì đó nó vẽ luôn cái tranh đó. Vẽ lên tay chị. Thấy không, chuyên nghiệp không? Nội cái cọ mà chấm vô nước không là thấy nó chuyên nghiệp rồi đó. Quá chuyên nghiệp rồi, cái này không chấm được mà anh. Ủa nha. Đó, giờ cái này bột hả bé? Nè, quan trọng là cái liều lượng bột lấy nè. Quan cái bột gì vậy? Bột mịn quá ha. Bột mịn tinh hả? Bột mịn vô luôn á. Trời ơi, phải cho chị biết chứ. Cái nào lấy bột mà bột cấp cứu không? Đấm mà đắp một miếng bột mà băng tay băng chân á. Này bột là bột. Mà làm gì vậy? Bó chân à. Mà làm gì vậy bà? Đắp một. Đắp bột lên em ơi. Này nó đắp mộ cuộc tình chứ nó đắp mộ. Này nó đắp mộ cuộc tình chứ nó đắp mộ. Trời ơi, con bé nó làm tỉ mỉ không? Đề Nail Garden đây là đông khách là nhờ con bé đó làm kìa. Người ta đắp vậy rồi. Đấy bé vui á, tưởng đi. Rồi cảm ơn bé nha, rồi xuống nằm đi bé. Mình vừa trải qua vòng thứ hai ăn bóng nói gió. Rồi trải qua vòng 2 này thì em có cái nhận xét như thế nào? Em thì em vẫn giữ lập trường của mình, em vẫn nghiêng về hai bàn tay, có bàn tay màu đen là bằng Hân với là bằng Luân. Thực ra ba bạn còn lại vẫn có khả năng, vì ba bạn lại có thể là giấu nghề. Nhưng mà em vẫn cảm giác là vì em vẫn lúc đầu từ trong cái clip á, em coi cái dữ liệu đó phải không? Dạ. Coi cái dữ liệu. Và em cảm giác như Luân đang muốn giấu nghề. Cho nên là đây anh thấy đứa nào cũng giấu hết trơn. Hoặc là không có đứa nào có nghề. Không có thì không đúng. Có nghĩa là những cái căn bản các bạn làm nãy giờ cũng có thể là các bạn làm nãy giờ là có những cái mình trong đều là trong những người làm nail phải biết làm. Nhưng mà có những một số cái những người chuyên nghiệp mới làm được, và những thao tác chuyên nghiệp. Em vẫn giữ lập trường, em vẫn chọn Luân. Luân hả? Luân. Em đoán là Luân. Vì khi Luân cắt móng hả? Luân cắt da. Không anh, cắt da. Cắt da và em đã từng đi làm nail rồi. Em những người mà nếu như mà không biết cách cắt da sẽ cực kỳ vụng về, và họ làm có thể là nhiều khi cắt không á. Nhiều khi mà thường nha, em nói thẳng luôn, cái da muốn cắt được là phải mềm. Phải mềm da, mà trong cái da em chưa ngâm nước nhưng mà bạn đã cắt được như vậy thì em nghĩ là phải có tay nghề. Em nghĩ là Luân. Luân ha. Nãy cầm kèm cũng thấy chắc lắm, với lại lúc mà nâng cái tay lên nó cảm thấy rất là chuyên nghiệp, có nghĩa là phải làm rất là quen rồi thì mới làm. Nhưng mà bên cạnh đó bạn Hân cũng có thể nha, tại vì bạn Hân cái khi mà đắp bột Hân làm bảo vệ rồi. Nhưng đang nói cho nghe không, đang nói thiệt, tại vì Hân khi mà đắp bột cho Trang á thì cái bàn tay của Hân mà lúc cầm cọ thường thì tại vì Trang thấy mấy người làm nail á, người ta có cái ngón cuối á, người ta sẽ có hay người ta hay ra để chịu cái bàn tay vô cái bàn tay của người được làm á. Đó, cho nên là cũng phân vân về bạn Hân lắm. Cho nên là xuất về Luân. Đó, cho là Lê Trang là đang nghĩ là Luân. Còn không biết quý bà cô chú anh chị mình đang đoán ai ha. Quý bà cô chú anh chị mình cũng đoán thử xem. Em lẽ ra em chọn Thảo rồi. Thảo nó quết em quá. Nó quết em một cái. Nó không tương tác gì mà nó tát thẳng em luôn. Chứ không tương tác. Nó không tương tác mà nó tát không hả? Nó tát. Không, nhưng mà em không. Để sau đi nha, em nghĩ Luân còn... Trời, like luôn, bả like luôn, bả nói tôi á, chính hiệu á, like tôi á. Linh thì tại vì Linh cảm giác là Linh là cái người duy nhất nãy giờ không làm gì ở đây hết. Vậy hả? Linh tấu hề cái rồi đi xuống. có thể là giấu nghề, có thể là sợ lỗ liền cho nên là phải đưa cái miếng vậy. Biên tập giấu. Thôi là không biết gì luôn. Không, cái này là tự các bạn làm, không có biên tập, không có can thiệp gì vô nha. Thiệt không? Không. Tại vì em mà trước khi đến tụi em đến chương trình này, tụi em chưa coi số nào là không biết nha. Tôi có phát đâu coi. Em chưa coi số nào là không biết nha. Tôi có phát đâu coi. Em tin anh đó. Tôi có phát đâu coi. Dạ, chào mừng quý ông bà cô chú mình đang trở lại với chương trình Được Ăn Cả Ngã Về Không, và hiện tại là đang đến vòng thứ ba là vòng hỏi xoáy đáp xoay. Dạ. Hai đứa em mỗi bạn sẽ có một phút để hỏi bất kỳ cái câu hỏi nào dành cho năm cái người thợ của anh đây. Sau khi mà hỏi xong thì mình tổng hợp qua rất là nhiều dữ liệu thông tin rồi đó, mình phải chọn cái người nào mà mình nghĩ là họ sẽ là làm nail, là nhân viên của tiệm nail The Nail Garden. Giờ ai hỏi trước? Trang trước. Trang trước luôn hả? Lady first. Vậy bấm giờ đi, nó bắt đầu em hỏi ấy. Bạn nào là người làm nail thì mấy bạn sẽ giơ tay lên. Ủa, nó hỏi gọn quá không? Rồi, bắt đầu không? Rồi. Thoải mái nha. Dạ. 1 phút bắt đầu. Ở đây ai không phải làm nail à?
Trời ơi, dùng giác quan Trang ơi. Thôi cụ thể bạn nào đi. Lộc. Lộc, em làm nail được mấy năm rồi? Dạ, em làm nail từ lúc mẹ em bắt đầu bán cơm sườn. Rồi lại. Rồi. Khi mà Thảo, khi mà mình làm nail á, ví dụ mình công đoạn nào là khó nhất? Chà chanh. Chà chanh. Chà chân á. Xét chanh. Xét chanh hả? Sao giống như bắp gỡ? Sao như bắp gỏi quá vậy ta? Linh. Dạ. Rồi những người làm nail vậy ta có bị nhức mỏi hay bị gì không? Là bản thân em á, em đi làm nail, ví dụ một cả ngày em dành em làm nail, ví dụ khách nó tới đây, người ta ngồi đây nè. Có bị nhức mỏi hay bị đau ở đâu không? Rồi đó thì em có nhức mỏi không? Có nhức mỏi thì em trả lời cho chị, còn không nhức mỏi thì thôi em không có trả lời. Ví dụ là bản thân em á, em đi làm nail, ví dụ một cả ngày em dành làm nail, ví dụ khách nó tới đây, người ta ngồi đây nè. Em tới làm. Rồi đó thì em có nhức mỏi không? Có nhức mỏi thì em trả lời cho chị, còn không nhức mỏi thì thôi em không trả lời. Ví dụ còn em thích trả lời thì trả lời, không thích thì thôi. Đó, em trả lời đi. Dạ như em giới thiệu khi nãy đó, thôi, hết rồi. Ôi chứ anh Phương nói không mà. Em đâu có cửa, đâu có nhu cầu, em không đọc câu hỏi. Em bé nó chưa hiểu. Thì bởi vậy cho nên Trang phải dành vô Trang ấy. Ủa nhưng mà cái anh Khương nói là anh là cho chú thích lên con bé chứ đâu phải là tự nhiên. Thì bé nó không hiểu, em hỏi câu hỏi nó không hiểu. Hỏi câu hỏi làm gì? Thì không hiểu thì nói, đỡ hỏi khác chứ. Mà vẫn để anh Khương nói. Mà con cô bác á, Khương vừa chỉ giải thích giùm bé thôi, nó không hiểu câu hỏi mình phải trả lời lại. Giải thích cho rõ ràng để em bé nó hỏi đó chứ đâu có Khương vừa đâu có làm gì mất thời gian của bạn của bạn Trang đâu đó, thấy không, giờ còn trả lời không được còn cự cãi lại nữa. Trời ơi, trời ơi, tên Khương giang hồ vậy. Ôi cái nãy là mới quay nháp mà. Đâu có nháp, nãy bấm giờ luôn rồi. Dạ rồi rồi á, em xong ha, giờ tới Kiệt nha. Tức cái lòng đực tức. Bây giờ một phút dành cho Tuấn Kiệt bắt đầu. Lương ơi, mình thằng làm bộ móng là nhiêu tiền em? Dạ tùy theo loại nữa. Loại gì? Ví dụ như anh muốn làm sạch thôi. Là anh muốn cho nhiều cho. Rồi bỏ đi. Rồi Hân ơi, mình bảo vệ đứng đắn không em? Em trả lời anh có một phút thôi em đừng diễn mấy cái nét đó. Là em có phải làm bảo vệ hay không? Nếu không phải thì em nói thì không phải làm bảo vệ. Còn làm bảo vệ thì hỏi. Rồi thôi cảm ơn Khương. Rồi Linh ơi, cho hỏi Linh thường bộ dụng cụ làm móng nhiêu tiền em? Vậy cái đó là tùy anh ạ. Tùy cái gì? Tùy vào cái gì? Tùy vào cái gì? Tùy là đồ Việt Nam hoặc là đồ Mỹ này. Rồi cảm ơn anh Khương luôn. Cho hỏi cái móng giống của em á thì anh gọi là cái màu gì nữa, anh muốn anh vô làm giống cái móng bộ móng của em. Thì đưa cái chụp hình móng bộ móng bé, đưa hình cho người ta biết người ta làm thôi. Là cái gì mà màu gì? Dạ màu cam. Nhưng mà thí dụ vô mà muốn Kim Tuyến đính vậy đó thì chụp cái hình của bé đó, đưa lại là làm bộ móng như vậy đi. Đang hỏi người ta mà. Thì đi ra hỏi chi, hỏi gì không? Lộc ơi, Lộc. Dạ. Nó nhỏ hết giờ rồi. Nó sàn. Nó sàn. Nó sàn. Nó chạy xuống sàn mình có hỏi nó. Nó dạ không là hỏi gì luôn, không hỏi được gì hết. Rồi, thông tin chưa, có thông tin chưa đó. Đến chương trình, một chương trình ra rất là vui vẻ. À, với những người chơi rất là thân thiện và MC rất là dễ thương đó, thấy không? Người dẫn chương trình rất là dễ thương. Hai đứa 45 giây. Hai đứa nó có những hành động chụp gói, Khương vừa sẽ về Khương vừa. Sẽ cắt cái này lặp đi lặp lại nhiều lần. Thật ra là MC lúc đầu là em thấy là dễ thôi chứ không có thương nha. Vậy người ta hỏi mà không? Tự nhiên đi dẫn dắt. Giải thích giùm, giải thích giùm. Em đâu có mượn cái khúc cần giải thích. Anh không đang nóng lòng giùm hai đứa anh nha. Thiệt, nóng lòng giùm hai đứa không, em. Không, cái khúc cần gì hết anh không giải thích, còn cái khúc không cần anh giải thích làm chi. Anh nóng lòng giùm cho em mà anh làm cho em nóng lòng luôn. Rồi bây giờ hai đứa em mỗi đứa có một phút để hỏi năm người nhân vật của anh, rồi bây giờ mình thu thập, mình phân tích rồi mình đưa ra kết quả. Đó. Rồi. Nhiệm vụ của hai đứa em là phải chọn ra xem trong năm bạn này bạn nào là người nhân viên của tiệm nail The Garden. Rồi, ai nói trước em nữa hả? Thì tùy Trang thôi, Trang muốn ai nói trước. Rồi vậy tôi nói trước, tôi đi lỡ rồi tôi nói trước luôn cho. Giờ thu thập có nghĩa là mình chốt là những cái quá trình từ đầu đến cuối không anh? Chọn một người cuối cùng đó. Rồi. Bây giờ là chốt lại hen, dòng này là mình phải bỏ nhà hồi hộp đúng không? Thì ngay từ lúc đầu á là coi cái clip là Trang là dẫn nghiêng về hai bạn có bộ ngón tay màu đen, đó là bạn Luân và bạn Hân. Luân và bạn Hân qua vòng thứ hai khi mà hai bạn giới thiệu về á thì bạn Hân á vẫn cho mình một cảm giác là cũng khá biết về nail, đó là bạn nói là phải tỉ mỉ hay là khoét sâu làm khóe gì đó. Nhưng mà lý do tại sao em lại chọn hạt lúa? Đây. Tại vì em muốn thể hiện sự tỉ mỉ của mình. Kiểu như là nhỏ cái nào em cũng có thể mở ra được hết, khóe sâu nào em cũng có thể lấy được hết.
Rồi lúc đó Trang nhớ là lúc mà cầm hạt lúa đó. Rồi còn bạn Luân thì bạn chỉ nói đơn giản và ngắn gọn thôi, và trong cái clip bạn cũng rất là ngắn gọn. Tôi là thợ nail chuyên nghiệp, số điện thoại tôi 1234567589, thứ bảy chủ nhật nghỉ. Theo kiểu là sợ là bạn bị lộ, khi mà nói nhiều quá bạn sẽ bị lộ. Thứ ba, lộ gì, lộ nghề hay lộ cái vụ kia? Một cái vợ lộ nghề ha, lộ nghề anh. Đó, còn cái cuối cùng á, cái tiếp theo là khi bạn làm, khi mà trong cái ba bạn mà thử cho em và quan sát hai bạn bên đây thì bạn luôn vẫn làm cho tạo cho em cái cảm giác là bạn có chuyên nghiệp về nghề. Vì khi em đã nói là cắt da mà không biết nghề á rất là khó cắt, và bạn cắt rất là, em gọi là em đã từng được làm móng cho nên là em có cảm giác đó. Và cái cuối cùng quan trọng là khi Kiệt đặt câu hỏi cho Luân, hỏi là thường làm sạch thôi, làm sạch bàn tay là sẽ trả bao nhiêu tiền? Loại ví dụ như anh muốn làm sạch thôi. Là muốn cho bao nhiêu cho. Rồi bỏ đi. Thì muốn cho nhiêu cho là cái đó là có. Đúng rồi. Vì em khi làm việc, vì khi làm sạch bàn tay không, mình sẽ không có cái giá nhất định. Còn không cho là lần sau không làm. Không cho thì bị ăn đập. Không cho thì mình sẽ bị ôm đầu máu mình về, thí dụ vậy. Đó, và cho nên đến vòng này em vẫn quyết định chọn luôn, dù đúng hay sai thì em vẫn chọn luôn. Chọn luôn là chọn luôn không? Chọn luôn là chọn luôn. Chọn luôn. Rồi, vậy là Lê Trang chốt và bạn Luân sẽ là người thợ làm nail ở The Nail Garden. Dạ. Rồi giờ Tư Kiệt. Chọn chung đi. Không, phải có người thắng người thua mới vui. Đâu, chọn chung mình. Không, em sẽ không chọn, em chọn Linh. Linh. Lý do là nãy em nhìn cái bộ móng từ đầu tới cuối thì bộ móng của Linh là đẹp nhất, kể cả móng chân. Có nghĩa là mấy bạn kia không có làm móng chân nhưng bạn này khá tỉ mỉ về cái chuyện móng chân. Sao đi làm móng chân, wow, dặn đi làm móng chân rồi. Nhưng mà cái móng tay mà để dài vậy á, khó làm nail lắm. Thì đây vấn đề nó chỗ rất khó làm nail là Kiệt cũng nghĩ móng tay dài sẽ khó, nhưng mà một bữa không khó, thao tác rất dễ. Có nghĩa là bạn này phải là cái người đã thao tác với cái móng tay dài này rất là nhiều lần rồi thì bạn mới có khả năng lục bưởi một cách nó nhẹ nhàng và nó thuận tiện như vậy. Rồi cái nữa, nãy giờ về phong cách em cảm giác bạn rất thoải mái hơn mấy bạn kia. Mấy bạn kia cảm giác là coi giống như đi quay á, không có được thoải mái lắm. Bạn này giống như là ở nhà, đâu thấy ai cũng thoải mái mà. Không, thì cảm giác Kiệt thôi, là Kiệt cảm giác bạn rất thoải mái, giống như là ví dụ đi ra đóng cửa lại, giống như cái chỗ này ngày mỗi ngày đi làm rồi á. À, quen thuộc cái chỗ, quen thuộc cái chỗ này rồi, cái cảm giác bạn thoải mái lắm. Bạn không có cái, để nói với em, nói là makeup á, là một cái người makeup rất là chỉnh chu, nó không có bị kể cắt cái nền, cái má hồng. Giờ này là makeup rồi, là makeup. Không, cái makeup của makeup thì là Kiệt nghĩ là luôn là makeup. Makeup của makeup. Tức là makeup của một cái người làm makeup nó sẽ khác với là một cái makeup của người làm nail hả? Cái makeup nail của bạn này làm phải tiếp xúc. Em chọn Linh hả? Em chọn Linh. Họ ra lộng với bên đây từ người cười sữa luôn á. Họ ra bà này. Dạ, bà này nè. Đóng bà đó rồi, chị em chị. Bà này là bà làm nail nè, cho nên là mỗi ngày bà ngồi. Thì đúng rồi, bà đi làm nail chứ mà không có làm nail. Bà nail á, bà nail chứ thiền á. Phải cái nail. Làm cơ khí á. Đúng. Bố bằng cái nail làm cơ khí. Giờ giờ chọn rồi ha. Dạ, em chọn rồi. Rồi. À, như vậy là qua cái đoạn clip giới thiệu về cái bạn thợ làm nail ở đây với lại qua ba vòng thì Trang quyết định chọn bạn Luân là thợ làm nail ở The Nail Garden. Bạn Kiệt thì quyết định chọn bạn Linh là thợ làm nail ở The Nail Garden. Và bây giờ thì năm bạn sẽ đứng lên. Đó, các bạn sẽ từ từ tháo cái tập về ra. Bạn nào còn giữ lại thì bạn đó sẽ là người làm nail. Trời ơi, hợp vậy, căng vậy. Và đó, và phần thưởng của mình là bạn nào đoán đúng thì sẽ được cái bạn thợ làm nail đó làm cho mình một bộ nón thiệt là đẹp luôn. Rồi nếu mà bạn nào chọn sai thì mình biết rồi đó. Mà biết nó làm cỡ nào rồi đó. Và một cái phần thưởng mà giá trị nhất của chương trình đó là cái ghế massage KOC. Rồi bây giờ mời em đứng dậy đi chị, ngồi quay chị. Dạ quý bà cô chú anh chị thân mến, và bây giờ là đến cái phần mà hồi hộp nhất của chương trình được ăn cả ngã về không đó. Bạn nào sẽ là nhân viên của tiệm nail? Anh nghĩ tụi em không dám nhìn đâu, cái giai đoạn này tụi em nhắm mắt lại không ha. Đâu nhìn chứ để cho có ai gian dạ. Ai gian lòng đâu có nhìn chứ. Và bây giờ năm bạn mình cùng lúc mình gỡ tập về nha. Còn bạn nào mà là nhân viên The Nail Garden thì mình giữ cái tập về lại ha. Giờ 3, 2, 1 bắt đầu. Ủa
không ai cởi áo khoác. Nhìn ra năm người là nhân viên đó. Cởi cởi mấy đứa. Đến vòng này em vẫn quyết định chọn luôn, dù đúng hay sai thì em vẫn chọn luôn. Là kỳ cảm giác bạn rất thoải mái, giống như là nếu đi ra đóng cửa lại giống như cái chỗ này ngày mỗi ngày đi làm rồi á. Em chọn Linh. Rồi xong rồi. Rồi xong rồi, tôi thấy tôi sai rồi đó. Cởi 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 cái tập về của mình ra đi. Bạn nào không phải gửi cởi ra luôn. Còn bạn nào ấy thì giữ lại. Rồi xong rồi. Rồi xong rồi, tôi thấy tôi sai rồi đó. Bà thàn lâu dễ sợ luôn bà Lộc. Trời ơi, bà từ Thái Lan mà bây giờ bà phải định nghe tiếng Việt, bà nghe bị chậm á, hiểu không? À chắc quá như cạp cạp, cái lột lột tập dê. Cởi ra hết luôn rồi kìa. Cởi ra hết rồi, giận với ai luôn rồi. Ủa? Rồi xong rồi. Rồi vậy là... Ủa gỡ luôn hả? Ủa đây hả? Rồi không có ai hết trơn á. Ủa? Không có ai hết trơn á. Ai thì mặc vô. Ủa cái này là hai đứa này thương nhau mặc áo cho nhau thôi chứ không phải bạn này thương nhau đâu. Ủa mình làm một cảnh hả? Ủa là đây hả? Linh đúng rồi. Dạ xin giới thiệu quý bà cô chú anh chị, bé Linh là nhân viên của The Nail Garden. Vậy là Tuấn Kiệt đã chọn đúng. Yeah. Tuấn Kiệt. Trời ơi, vậy ông bà đặt ông chuyên nghiệp với tôi. Thấy ghê thiệt. Bây giờ mới tới là cái giai đoạn mà cũng như căng thẳng. Giờ bao giữ trang lại cho bé. Ai kiếm em vậy? Dạ em xin tự giới thiệu, em cũng tên là Lộc luôn. Hôm nay em 21 tuổi, em cũng đã từng học nail nhưng mà em mới học tới các gia dựa móng thôi. Yeah. Hiện tại em là nghệ sĩ hát lô tô chuyên nghiệp. Cái gì? Hát lô tô. Thấy không, tôi nhìn bà tôi biết bà đi diễn mà. Hát một đoạn đúng không? Hát bạn chơi coi. Nhà có dư hàng trăm tên hầu, miền Chiết Giang là quê. Già quá. Còn tuổi em vừa trăng tròn, em tên danh là Chúc Anh Đài. Còn 12 à. Hay quá. Cao quá. Hát cao quá. Giọng hát lên cao bộ đồ hay đó. Hay á. Rồi tới em gái đi em gái. Cảm ơn Lộc rất là nhiều. Em xin tự giới thiệu, em tên là Thảo. Hiện tại em học lớp 12. Dạ. Thấy bà tôi cũng nghi nghi. Nhỏ dữ vậy hả? Bà đâu sọt sọt vô nè. Ủa nhưng mà em có ai nói em giống bé hát nhổ hoài luôn á. Đúng không? Ờ. Bé hát bốn chữ lắm. Nhưng mà em không phải. Dạ em tên là Hân. Em làm buôn bán tại nhà. Bán gì bé? Bán đồ vật dụng cho ba mẹ. Thấy cho, tôi nói bả làm cái nghề tiền, bả bán đồ. Kiểu làm chủ á, chứ ngồi làm kiếm tiền không có vậy đó. Ông bán ngồi tới cái phong thái. Ví dụ như người ta mua đồ chị bán gì không, tôi bán thôi chị không bán đâu, về đi cưng kiểu vậy á. Dạ xin chào anh chị ạ. Dạ em là Luân. Diễn viên hả? Không, em làm tóc và làm mẫu ảnh. Trời ơi, làm... cũng liên quan tới làm đẹp. Không, làm tóc thì đương nhiên là cái tay, cái bàn tay họ cũng chuyên nghiệp lắm đúng không? Cũng biết làm nail đúng không? Dạ em biết rồi. Chương trình ác thì ghê á. Mời nào không biết đi, mời chi người biết vô làm tôi bị cái vụ da. Thật ra quý bà cô chú chị thân mến, những cái số trước là tôi vừa làm mời mấy bạn mà là người hóa thân ở trên đây là nhân viên của cái nơi đó luôn. Nhưng mà do tiệm nail thì hôm nay là các bạn bận mấy công việc á, cho nên mình phải có những bạn ở những cái ngành khác, nghề khác vô đây để hóa thân. Nhưng mà mình mời những người nào khác luôn, thí dụ như là công an, cảnh sát gì vô đây luôn đi anh chứ. Xong rồi không được, đón sai bắt em luôn đi chứ. Rồi tới bé Linh, đi bé Linh. Dạ em tên là Linh ạ. Em là một thợ nail chuyên nghiệp ạ. Chuyên nghiệp không? Dạ em đang làm ở đâu em? Dạ em là nhân viên tại The Nail Garden ạ. Em làm được 2 năm rồi. Hôm nay em đắp móng làm cố tình đắp đúng không? Dạ, dạ bình thường móng em là như vậy. À. Ngoài đắp móng em còn đi đánh ghen nữa. Trời ơi, thôi đánh ghen, đánh ghen. Vậy là trước khi làm nail làm lọc bưởi đó, nãy lọc đó. Bé quê đâu? Dạ quê em Tiền Giang. Còn bé ai quê đâu? Dạ em quê Bạc Liêu à. Bạc Liêu. Trời ơi. Còn em gái người Sài Gòn hả? Dạ em người Tây Ninh. Tây Ninh. Còn con gái người đâu con gái? Con đây hả? Dạ. Rồi. Con đây hả? Dạ. Ở nhà. Dạ em là người ở Đồng Tháp. Rồi như vậy là bạn Kiệt đã chọn đúng bạn Linh là người thợ làm nail ở The Nail Garden. Chúc mừng Kiệt nha. Yeah. Rồi bây giờ mời các bạn đến với cái phần thể hiện của các bạn, của bạn Luân và bạn Linh nha quý bà cô chú anh chị. Dạ xin chào quý bà cô chú anh chị. Dạ hiện tại thì tại The Nail Garden của
chúng tôi đang có những cái kiểu móng rất là đẹp với bà cô chú anh chị. Dạ, đồ nghề thì đầy đủ, xịn đàng hoàng đó. Chuyên nghiệp, dạ. Rồi bây giờ sẽ mời quý khách chọn, mình chọn mẫu đi quý khách. Đâu chọn, em chọn mẫu. Đâu Trang, Trang thua mà. Em thua, em phải làm nail. Đâu, đâu mình đi làm nail đâu có thắng thua gì đâu. Không, đúng rồi, nhưng mà chơi game mà có thắng thua. Nhưng mà mình đang đi làm nail mà. Em ngồi yên đi. Ngồi chờ anh lấy móng ăn cào. Ủa mấy cái này em con trai chứ em lấy này đi cho nó dễ nè. Cho nó nằm tính. Lấy này cho bớt BD nè. Rồi bây giờ Kiệt chọn mẫu này cho nên là Lê Trang cũng phải làm theo mẫu này của giống Kiệt luôn rồi. Dạ hả? Dài, cho mời hai người thợ của The Nail Garden ra đi. Hay quá. Dạ. Rồi, dạ. Cảm ơn Linh. Cảm ơn đi đó. Rồi, cảm ơn Linh. Đâu, Linh qua đây nè. Rồi, Linh ngồi đi Linh. Trời ơi. Đó, người tình đó. Rồi bây giờ hai đứa em Linh với lại Luân tập trung làm cho anh Kiệt với chị Trang giùm anh nha. Đó, rất là quan trọng mà mai mốt quý bà cô chú anh chị có tới The Nail Garden á, dạ nhớ chọn bằng Linh nha. Dạ, đừng có hỏi Luân đâu rồi. Đó, sao nhờ Luân làm. Rồi giờ bắt đầu ha. Rồi, mời em, mời em. Dạ đây bà con cô bác, bé Linh phải xử lý hậu quả của bé em tại bé sao Thảo không à? Chùi tay của chị Thảo giống như Linh nó chùi. Tay chị bị dơ nè. Làm ở chỗ này người ta đẹp. Thư giãn, người ta cần yên tĩnh nha. Hai đứa em bớt còn lao. Anh, không mấy giờ cho em cắt tóc được không? Bé nó mới cắt tóc. Ờ, biết có đâu á, đây là tiệm nail người ta tự nhiên giới thiệu cắt tóc là sao vậy? Đây, coi người một người thợ người ta làm chuyên nghiệp phải không? Ta chết là chết cái vụ da đó. Thấy không, ta chùi nãy giờ người ta chuyên nghiệp, ta làm nó giờ nửa tiếng chưa xong bàn người ta không chuyên nghiệp mà ta làm một phút xong một bàn tay ha. Làm đi chút ở lại đó, nhờ bé thì tẩy cho. Không có tẩy nha, không có tẩy. Không, ý là xong chương trình đó. Không có tẩy à, đừng nói vậy quạo nha. Không có mang cái đồ làm nó mang theo tiền đồng nó bay thôi. Người ta làm công trình, người ta làm để tới già tới chết luôn anh. Ờ. Sao cái gì vậy luôn? Không có quạo, để Luân tập trung làm Trang. Ôi nó sơn ra phần thịt vậy nè. Trang ơi, cái hình của người ta là hình con gấu trúc, nó muốn làm cái mình con gấu nữa. Không, người em sạch sẽ sao em làm chị lem lướt quá vậy? Luân à, sao em không biết cái nào phần thịt, cái nào phần móng luôn hả? Em tưởng móng mọc trên đây luôn chứ. Móng mọc trên đây mà tưởng tao quỷ hả? Người sáng tạo. Người thợ có quyền sáng tạo. Đó. Nó quy định là cái móng là ở dưới nữa. Thấy không? Dù ai đó ngã đó nghiêng, lòng Linh vẫn vững như kìm các móng tay. Người thợ chuyên nghiệp của người ta. Chuyên nghiệp ta. Đáng lẽ là hôm nay là làm cái công đoạn này người ta phải đeo khẩu trang nữa. Nhưng mà hôm nay là ghi hình nên xin phép bà con cô bác là cho bé nó được thấy cái mặt. Thấy người ta chưa, trước khi người ta vũa. Quên, trước khi người ta lên móng người ta bắt đầu công đoạn vũa kìa em ơi, em sơn rồi, sư dụng quốc luôn sơn rồi. Vậy thôi giờ vũa móng đi, vũa đi. Giờ trở lại công đoạn vũa đi. Không mấy bây giờ em rút móng gì được không? Ừ, rút ra đi làm cho nó dễ. Cái nào không biết thì người ta phải trời ơi, đi, ai mượn? Vậy làm cho đẹp. Chứ đẹp gì? Mà cái sơn nó còn ướt kìa. Em làm gì nữa vậy? Em vẽ con gấu á. Vẽ con gấu mà không biết hả? Trời, bữa nay làm như mặt có điềm vậy đó. Mặc áo trắng, quần đen, quần xanh, cái làm giờ dính nguyên vẽ con gấu chút. Anh cảm giác bé nó rất là thích á. Giống như đang tô tượng. Đúng rồi. Cảm giác là đang quay về tuổi thơ. Đang được chơi tô tượng. Vô gì là tôi muốn vảnh tay lên rồi đó. Vô gì muốn thảnh gái đúng không? Lên rồi đó. Đó, thấy không, để hấp cho nó khô. Ủa, em. Cho nó khô hả em? Đó, là có máy chuyên nghiệp đó cho nó khô, cho nó... Chẳng có hơi gì không? Gì? Thôi đi, thôi cho nó mau khô. Lại lấy bàn ủi luôn á. Mình lấy cái chuyện không? Dạ không. Dạ, chào mừng quý ông bà cô chú trở lại với chương trình Được Ăn Cả Ngã Về Không. Và nãy giờ sau 30 phút trôi qua, dạ thì Kiệt với lại Trang được cho Linh với lại Luân làm cái bộ móng rất đẹp. Đây là bộ móng mẫu nha quý ông bà cô chú anh chị. Dạ, rồi, đây. Đó, cô Kiệt đây. Do thời gian không giới hạn nên là Kiệt sẽ làm trước một bàn, một xíu ở lại làm một bàn nữa. Đây, bà cô chú thấy sao à? Ở đây rất là dễ thương nha.
À, em vậy em dẹp phải quay vậy nè, đó mới thấy cái chữ đó. Nè, có chữ Kiệt nè quý mà cô chú anh chị. Nè, cái này là thay vì là cái trái tim thì Kiệt kêu bằng là làm ngôi sao cho dễ thương đó, ngôi sao dễ thương rất là đẹp không cô chú anh chị. Đó. Vậy cái này thì ví dụ bé Linh có thể quý khách có thể vô kêu bé Linh làm một cái bàn y dày cũng được, còn mà quý khách thì vô kêu làm một bàn giống Lê Trang nữa thì bé luôn nó làm được đúng không chứ khó thân cái đang làm phải con người làm người luôn đang làm mở anh coi coi trời đang làm đâu Trang à mùa hè mà làm cái gì làm cái kiểu là lên kiểu lên nè đây nè đứa đấy cõi Trang Trang em bây giờ hợp tác trời ơi trời đẹp luôn ôi sự sáng tạo cái này là có phải liên tưởng mà ít có bên nào mà dịch vụ mà vừa làm móng mà vừa xăm trừ tượng để cái đấy em làm gì vậy chắc cái đâu ghê rồi kinh hết biết trời ơi dễ thương quá vậy ủa tôi viết cái gì nữa vậy Hận Anh Phương ơi tôi ghi Hận Anh Phương kìa thằng anh thằng bảy nữa rồi bởi vì nào mà đây ủa cái này là làm concept mùa Du Lan đây là con bé nó nói là những cái đây là có những trái tim của nó là tim nó bị thọng nó rớt ra từng ngón tay của em rồi em có lời cảm ơn tới Luân chưa cảm ơn ạ ôi kìa cảm ơn kỳ ạ em cảm ơn cho cảm ơn Linh đẹp quá Linh chút nữa làm đây luôn rồi cảm ơn bé Linh là thợ làm nail ở trong The Nail Garden đã làm cho Kiệt cái một bộ nail rất là đẹp bộ bông tay rất là đẹp và cái đó là sự mình lựa chọn chính xác phải không dạ đó ngoài ra em còn sẽ được tặng một cái ghế massage hiệu KLC về để mình nằm hoặc là mình tặng nhớ không, đừng làm nhớ bé Trang tới đừng có cho nó nằm cá không cho nó Trang nằm cá rồi cảm ơn bé Luân với lại bé Linh rất là nhiều nha dạ Khương Dừa cũng xin gửi lời cảm ơn đến The Nail Garden đã tài trợ địa điểm để ghi hình cũng như là cho bạn Linh hỗ trợ chương trình cảm ơn nhà tài trợ KOC thương hiệu ghế massage khỏe là có thương hiệu ghế massage dành cho mọi nhà dạ và cảm ơn Lê Trang Tuấn Kiệt rất là nhiều đã đến tham gia cái chương trình Được Ăn Cả Ngã Về Không và rất là vui và đặc biệt là Trang là vui nhất trong đời luôn và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha quý bà cô chú anh chị bye bye, bye, bye. Ngã Về Không phát sóng vào lúc 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh Điền Quân Comedy.